Mình Đường Tử Vi Hoan Hỷ chào đón các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp Chủ Nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm Canh Tý, ngày này là ngày Giáp Thìn tháng Mậu Tý năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, phú đăng hỏa, ngày giáp thìn, tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, phú đăng hỏa, kỵ tuổi, mậu tuất, canh tuất, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá sửu và tuyệt tuất vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi nhâm tuất canh tuất canh thìn tuổi xung trong tháng tuổi bính ngọ giáp ngọ vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Tam hợp tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày cũng có sao Đại Hào hay còn gọi là sao Tự khí, Quan phú, sáu mọi việc. Và đặc biệt là ngày 27 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 14 tháng 11 năm Canh Tý, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mồng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên là việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Tiếp theo, mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp, chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Tý Chua chúng ta thấy là với bà tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ cho nên bạn tuổi tý đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày làm việc vô cùng là thuận lợi mọi việc sẽ tiến triển theo đúng như bạn mong muốn và kế hoạch của bạn đã đề ra chỉ cần bạn giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ là được đây cũng là thời điểm khá chi là thích hợp để cho những ai làm kinh doanh đưa ra những quyết định về đầu tư kinh doanh bên cạnh đó bạn mệnh tuổi tý cũng có được cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đáng tin cậy và bạn hãy duy trì cái mối quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài giữa đôi bên. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày cốt thổ khác với Thủy, cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi Tý nên cần phải dành nhiều thời gian quan tâm tới các vấn đề trong gia đình của mình nếu như giữa hai vợ chồng có khúc mắc gì thì bạn không nên cố tình lờ đi mà cần phải thẳng thắn để trò chuyện với nhau. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc thuận lợi đi theo đúng như kế hoạch của bạn. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy giữ tinh thần lạc quan khi giải quyết công việc. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán thích hợp cho việc đầu tư trong ngày hôm nay. Từ vi tuổi canh tí thuộc thổ nên giữ mối quan hệ lâu dài với các đối tác. Từ vi tuổi nham tí thuộc mộc, vợ chồng mau thuẫn, cần trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đấu với bà tuổi Sửu, chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi cho nên với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo xấu cho sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay bạn tuổi Sửu dễ gặp phải những điều không như ý bản mệnh có thể thất vọng chán nản vì mọi chuyện không tiến hành theo đúng như kế hoạch mà bạn đã lập ra từ trước Bên cạnh đó, với bạn tuổi Sửu, bạn cũng cần phải đề phòng những kẻ đang có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể chính những kẻ tiểu nhân này đã ném đá giấu tay, phá hoại khiến cho công việc của bạn tuổi Sửu vướng phải nhiều trở ngại. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy với bạn mệnh tuổi Sửu là người ham học hỏi, thông minh, nắm bắt những cái vấn đề nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn lại còn thiếu đi sự tự tin hay chần chừ, do dự và với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải quyết tâm và đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để được thăng tiến trong sự nghiệp của mình và từ vi tuổi ất xỉu thuộc kim công việc gặp phải nhiều điều không như ý từ vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy đề phòng kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay từ vi tuổi kỵ xỉu thuộc hỏa, không nên thất vọng chán nản khi gặp khó khăn từ vi tuổi tân xỉu thuộc thổ nắm bắt vấn đề nhanh chóng từ vi tuổi quý xỉu thuộc mộc đặt mục tiêu cao xa hơn nữa để được thăng tín và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày cô thiên tài chiếu mệnh. Cho nên, bạn tuổi dần dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi dần, dù chỉ là công việc làm thêm, nhưng nếu như bạn đã dành nhiều sự quan tâm, tâm huyết của mình vào đó, thì tất lẽ bạn sẽ được hưởng một phần thưởng xứng đáng với mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, bạn cũng cần phải khiêm tốn hơn khi giao tiếp với mọi người, không nên ba hoa, khoác lác quá nhiều về bản thân mình. Tránh tình trạng múa rìu qua mắt thợ khiến cho người ta có kiến thức sâu rộng hơn, chê cười. Và trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy với bà tuổi dần rất có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái của mình. Và khi đối diện với tình trạng con cái cố tình chống đối, cãi lời bạn thì với bà tuổi dần không nên nóng nảy mà lại càng cần phải lắng nghe lời con cái giải thích trước xem sao. Trong ngày này với bạn tuổi dần, bạn cũng đang có được báo hiệu đầu tư thuận lợi, buôn bán đất hàng, thi cử, phỏng vấn liên quan tới hồ sơ giấy tờ được lợi thế hơn người, ký kết hợp đồng hay là xuất hành cũng rất chi là tốt. Và với bạn tuổi dần, bạn cũng đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam để tăng thêm sự may mắn cho mình và tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy phát tài nhờ công việc làm thêm, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ cần khiêm tốn hơn trong khi trò chuyện với mọi người, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc không nên ba hoa khoác lác trước mặt người khác tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim các thành viên trong gia đình có sự mâu thuẫn với nhau Vậy đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. từ Vi Tuổi Mão, Chủ Nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ Nhật này đối với bạn Tuổi Mão, chua chúng ta thấy là với bạn Tuổi Mão trong ngày này nhờ có tam hội giúp sức cho nên bạn Tuổi Mão nhận ra được rằng những kế hoạch của mình được xây dựng từ trước đó đang có được những bước tiến triển rất chi là tốt đẹp. Nhờ vậy mà bản mệnh tuổi mão càng lúc càng cảm thấy tin tưởng hơn về khả năng của mình. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được vận quý nhân xuất hiện có thể giúp cho bạn chỉ ra hướng khắc phục những vướng mắc khó khăn trước mắt cũng như là định hướng cho tương lai của mình. Và với bạn tuổi Mão, bạn cần phải bình tĩnh vượt qua những khó khăn, sau đó bạn sẽ thấy con đường sự nghiệp của mình đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có màu khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Và với bạn mệnh tuổi Mão, cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Và khi gia đình có vấn đề gì xảy ra, đôi bên cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn chứ không nên mọi người một ý như vậy. Bạn cũng có thể là người chủ động xuống nước trước để vấn đề được giải quyết nhanh chóng hơn. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, công việc phát triển tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, khắc phục khó khăn trước mắt. Tử vi tuổi Kỵ Mão thuộc Thổ, quý nhân phù trợ, có định hướng cho tương lai. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim chủ động làm hòa với vợ hoặc là chồng của mình. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là với bạn tự thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình cái điều này làm cho bạn tự thìn trở nên cực kỳ là cứng đầu và cố chấp bạn tự đặt ra những nguyên tắc cho riêng mình và chẳng muốn để ai can thiệp vào việc mình đang làm cả bạn mệnh tự thìn cảm thấy không thích hợp phối hợp với người khác trong việc thực hiện những công việc chung Ngoài ra, với bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, dù bạn luôn đạt được thành tích cao trong công việc, nhưng bạn cũng rất độc đoán khi sẵn sàng đối đầu với những ai đang có ý kiến trái ngược chiều với mình. Điều này sẽ khiến cho môi trường làm việc của bạn trở nên căng thẳng, không cần thiết. Bên cạnh đó, trong ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thìn là bạn cần phải nhìn nhận lại vấn đề Trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, đặc biệt là khi ý kiến của bạn bị nhiều người phản đối và bạn hãy dành thời gian suy ngẫm lại xem sao, biết đâu bạn mới là người sai thực sự. Về từ vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏ cứng đầu, cố chấp, chỉ muốn làm theo ý của riêng mình, từ vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ không thích hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp từ vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc không muốn nghe theo lời khuyên của người khác từ vi tuổi Canh Thìn thuộc kim cần suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 4 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ, chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tỵ chua chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đã gặp ngày có thiên quan giáng họa và với bạn tuổi tỵ, bạn cũng là người coi trọng sĩ diện, cho nên dễ vướng phải rắc rối ở chốn quan trường. Với bạn tuổi tỵ, bạn nên kiềm chế bản tính nóng nảy, biết giữ mình để tránh những mâu thuẫn sâu sát với người khác. Và trước khi nêu ra quan điểm của bản thân mình, thì bạn tuổi tỵ cần phải chú ý tới tình huống và đối tượng giao tiếp với mình với bạn tuổi tỵ cũng đang có điểm báo kẻ tiểu nhân có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn trong ngày hôm nay vì thế bạn cần phải tránh thái độ làm việc chạy mãng được chăng hay chớ bạn cần phải nghiêm túc với mọi công việc được giao thì mới có thể giảm bớt được những rắc rối không cần thiết với mình trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ may mắn là bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cho nên bạn mệnh tuổi tỵ có được một ngôi nhà khá chi là yên bình gia đình đúng là bến đậu của bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng chỉ cần về đến nhà nhìn thấy người thân là bạn tuổi tỵ đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất chi là nhiều về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ dễ vướng phải những rắc rối trốn quan trường tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ suy nghĩ cẩn thận trước khi nêu ra quan điểm tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc chú ý kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim làm việc cẩn trọng không lơ là chạy mảng Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tin tưởng và thường xuyên quan tâm tới người thân của mình và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem từ vi tuổi ngọ, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cho nên bạn tuổi ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao rất chi là tốt đẹp bạn mệnh luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người chính nhờ vậy mà nếu như bạn tuổi ngọ có gặp khó khăn chắc chắn mọi người cũng sẽ giang tay giúp đỡ cho bạn trong gia đình, bản mệnh tuổi ngọ luôn quan tâm tới cảm nhận của nửa kia, do đó đôi bên chẳng bao giờ cãi vã hay là có mâu thuẫn với nhau. Dù có sóng gió nào xảy ra đi chăng nữa, với bản mệnh tuổi ngọ tin rằng mình và người ấy cũng có thể cùng nhau vượt qua được. Và xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ, ngày này là ngày tốt để cho bạn cầu tài hoặc là ký kết hợp đồng. Do đó, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, có thể đưa ra những quyết định về đầu tư, kinh doanh, chắc chắn bạn sẽ thu được lợi ích trong tương lai cho mình. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, xã giao tốt đẹp tạo ấn tượng tốt với mọi người, từ vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy được nhiều người giúp đỡ, từ vi tuổi Mậu Ngọ thuộc họ người kinh doanh buôn bán thích hợp ký kết hợp đồng từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ vợ chồng hòa hợp và tin tưởng lẫn nhau từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 3 giờ tới 5 giờ màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ về tuổi mùi, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày của chính ấn nâng đỡ, cho nên bạn tuổi mùi luôn hết mình trong công việc sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Thậm chí bạn còn có được cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của mình hơn. Bên cạnh đó, với bạn tuổi mùi, bạn là người khiêm tốn, cho nên luôn lắng nghe và học hỏi những người xung quanh. Nhờ vậy mà bạn tuổi mùi không ngừng tiến bộ. Khi còn trẻ, bạn hãy đặt cho mình những đích đến, tham vọng hơn nữa, chứ đừng có vội hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Trong ngày này đối với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là Hỷ thần hướng Đông Bắc và Tài thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng làm cho bạn gặp nhiều may mắn trong công việc, nếu như là việc ký kết hợp đồng làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư rất hứa hẹn trong tương lai mang lại cho bạn nguồn lợi nhuận khổng lồ. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy có được cơ hội cất nhắc trong ngày hôm nay, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa nên khiêm tốn học hỏi để hoàn thiện bản thân, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ hãy đặt ra cho mình những đích đến tham vọng hơn, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc đừng có vội hài lòng với những gì mình đang có ở hiện tại về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọ. Từ vi tuổi Thân chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thân chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp được ngày có tam hợp phù trợ cho nên bạn tuổi Thân đang có báo hiệu có được một ngày làm việc vô cùng là hiệu quả bạn mệnh cảm thấy rất chi là hào hứng khi công việc của mình diễn ra theo đúng như kế hoạch bạn đã xây dựng từ trước đó và với bạn tuổi thân cũng nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều đối tượng thật lòng với mình. Hôm nay cũng là một ngày may mắn đối với những ai thi cử hay là bầu bán. Chỉ cần ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ được bình tĩnh trước khi vào phòng thi thì không có gì là bạn không thể vượt qua được. Và với bạn tuổi thân chẳng hề thu kiếm bất kỳ một người nào trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thân bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp cái mối quan hệ giữa bạn mệnh tuổi thân và nửa kia vô cùng là hòa hợp bạn thường xuyên chia sẻ nhiều khó khăn khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc là chồng của mình từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình, hợp lý nhất có thể. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy là việc hiệu quả đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Tử vi tuổi nham thân thuộc thổ thi cử thuận lợi, tự tin vào năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc vợ chồng hòa hợp, tạo đồng tâm hiệp lực. Từ vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim vợ chồng thường xuyên chia sẻ mọi chuyện với nhau vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Tỵ Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành nhị hợp, cho nên công việc của bạn tuổi Dậu đang phát triển khá chi là thuận lợi. Tuy nhiên, vì bản mệnh chưa rõ ràng điều mình thực sự muốn là gì, cho nên còn thiếu sự quyết đoán hay do dự, và với bạn tuổi Dậu có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh nếu như bạn còn chưa chắc chắn. Trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn nhận ra và tôn trọng những người đối xử thực sự tốt với mình. Còn đối với những người tiếp cận nhằm mục đích xấu thì bạn thường chọn cách không quan tâm. Nhờ vậy mà ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu là ngày nghỉ bạn có được một ngày trôi qua bình yên và xem từ về ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay lại có phần được tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi dậu và những thành viên trong gia đình rất chi là hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau, cho dù bạn phải đối diện với khó khăn gì đi chăng nữa, bạn cũng luôn dụng cảm tín về phía trước vì nửa kia chính là động lực cho bạn nữa rồi. Vài từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy, công việc tiến triển thuận lợi. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, quản chưa quyết đoán, hay trần trừ, do dự. Từ vi tuổi kỵ dậu thuộc thổ, bộ ngoài tai lời đàm tiếu của đồng nghiệp. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim, thấu hiệu nửa kia, vợ chồng có được sự hòa hợp và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu xám quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Tỵ Từ vi tuổi Tuất Chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tử Tuất, chua chúng ta thấy là với bạn tử Tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện thìn Tuất tương xung, cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có điểm báo gặp phải nhiều điều rắc rối trong vận trình sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Và nếu như bạn tuổi Tuất đã làm sai thì bạn hãy dụng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về mình và tìm cách khắc phục chứ không nên đùn đẩy đổ tội cho người khác. Trong ngày này, đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán, cũng tránh ký kết hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay, bởi rất có thể những mối đầu tư của bạn sẽ bị thất thoát hoặc là gặp nhiều trục trặc, cho dù bạn có nuôi tham vọng lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp hơn với mình. Ngày này đối với bạn tự Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi tuất cần phải chú ý nhiều hơn tới sức khỏe cũng như là chế độ ăn uống của mình tránh tham công tiếc việc làm việc quá sức mà nên nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải những cái bệnh về xương khớp dạ dày hay là bệnh về đường tiêu hóa đặc biệt ạ trong ngày 27 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 14 tháng 11 năm canh tí ngày này. Ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng năm, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy với bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay không nên tiến hành những công việc quan trọng như là xuất tiền lớn hay là ký kết hợp đồng tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa gặp nhiều rắc rối trong sự nghiệp từ vi tuổi Bính Tuất thuộc Thổ dám nhận trách nhiệm nếu làm sai từ vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc không nên ký kết hợp đồng để tránh thất thoát từ vi tuổi Canh Tuất thuộc Kim cần chờ đợi thời cơ thích hợp hơn với mình từ vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy chú ý giữ gìn sức khỏe sinh hoạt điều độ. về đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Hợi, Chua chúng ta thấy là với bà tuổi Hợi đang gặp ngày có thổ khác với thủy, cái điều này cho thấy bạn tuổi Hợi đang có điểm báo cần phải đề phòng những người tiếp cận với mình đang có ý đồ không lành mạnh. Và với bạn tuổi Hợi, dù bạn là người được nhiều đối tượng khác giới săn đốn, thì bạn cũng không nên lấy đó làm mừng và nên giữ khoảng cách an toàn với họ. Trong ngày này, đối với những bạn đã có gia đình rồi thì cần phải suy nghĩ cho nửa kia của mình nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm tính của riêng mình. Gia đình muốn hạnh phúc thì vợ chồng lúc nào cũng cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng, không thể chỉ biết cho mình được. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần phù trợ cho nên, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, dễ nhận được tài lộc trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi hợi, bạn là người được lãnh đạo tin tưởng và có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá thu lại lợi nhuận nhanh chóng. Đây là bước đẹp để cho bạn phát triển hơn nữa trong tương lai của mình. Và ngày này đối với bạn tuổi hợi là ngày rất tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch mua bán hay là ký kết hợp đồng. Và nếu như bạn phải đi xa thì đừng quên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam để công việc của mình được thuận lợi và có thêm nguồn thu nhập cho mình. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ đề phòng người khác giới tiếp cận, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn, không nên làm theo ý của mình, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc Vợ chồng chưa thấu hiểu, cần trò chuyện nhiều hơn. Từ vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim, đầu tư thu được lợi nhuận nhanh chóng. Từ vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy, có bước phát triển trong tương lai sự nghiệp của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.